Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn phải chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Những ngày đầu tháng 7 năm 2014, thôn Nước Biếc, xã Thọ Trà, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi liên tục chìm trong những cơn mưa giông tầm tã. Nằm sâu trên một quả đồi, căn chòi rách nát của Hồ Thị Sen, sinh năm 1985, cứ từng chập lại vang lên tiếng đứa bé trai gần 2 tuổi là con lớn của Sen khóc thét vì đói, vì nhớ mẹ. Trong căn chòi này, chính tay Sen đã giết chết đứa con út mới 2 tháng tuổi của mình vào tối ngày 23 tháng 6. Thủ phạm sinh ra và lớn lên như cái cây ngọn cỏ trong gia đình đông con. Theo thói quen của tộc bào người Hờ Rê, Sen không đến lớp mà ngày ngày cùng cha mẹ lên dãy trồng trọt kiếm miếng ăn. Năm 17 tuổi, Sơn Nữ được gia đình gả cho một thanh niên ở địa phương. Nhà có tới 11 người con, từ bé đã đói nghèo. Ngày về nhà chồng, Sen cũng như các anh chị, chỉ có vỏn vẹn 2 bộ quần áo, một cái gùi mây làm của hồi môn để sau này đi núi cõng măng lấy củi. Nhà chồng Sen cũng chung cảnh đói khổ, nên đôi trẻ với 2 bàn tay trắng phải dắt nhau về xã Trà Nham, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, tự phá đất vẩy cấy, dựng chòi ở. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lải lắt kiếm ăn từng bữa không xong, Sen lại sinh một lèo 2 đứa con, kéo theo mâu thuẫn, xung đột giữa vợ chồng diễn ra thường xuyên. Sơn Nữ còn phải chịu cảnh bị chồng đánh đập, chửi bới mỗi khi bữa cơm chỉ toàn đột bắp và rau rừng. Chán nản, cô hay lân la ra quán tạp hóa đầu thôn để chút tâm sự, rồi lúc nào không hay làm quen với rượu. Thủ phạm sau này bộc bạch tại cơ quan công an, hình như có rượu em cảm thấy phấn chấn hơn, đủ dũng khí chửi lại chồng hơn và cả đón nhận những trận đòn. Ban đầu chỉ để giải sầu, về sau Sen nghiện nặng, dù bản thân chỉ mới 20 tuổi. Không có rượu, chân tay run lẩy bẩy, nhưng hễ uống vào, Sen lại ngoắc cần câu, nằm ươn ra nhà không chịu làm lụng, trộm hoa màu thóc lúa của nhà mang bán. Bất lực trước bà vợ đệ tử lưu linh, người chồng tuyên bố cắt đứt quan hệ rồi bỏ ba mẹ con ra đi. Sen chẳng những sáng mắt mà lại cảm thấy thoải mái hơn khi được tự do, chìm trong cơn say mỗi ngày, mặc cho hai con nheo nhóc đói khát. 2 tháng kể từ sau khi bị chồng ruồng bỏ, Sen còn công khai ăn nằm với một người đàn ông có vợ ở làng bên, với hy vọng tìm một chỗ dựa để có tiền uống rượu. Tuy nhiên, khi vừa biết Sen mang bầu đứa con trong bụng, gã người tình liền quất ngựa truy phong, khiến Sen đau khổ càng tìm đến rượu. Tệ hại hơn, mỗi khi lên cơn mà không có tiền thỏa mãn, Sen đâm bực tức và thường trút những trận đòn roi vào hai đứa trẻ, khiến xóm làng nhiều lần chứng kiến không khỏi bức xúc. Chính quyền sau khi biết được Sen thường xuyên hành hạ con gái đã đề xuất cho gia đình nội ngoại mỗi bên đón nuôi một đứa. Thời điểm này, do vừa không có tiền, vừa bị cán bộ địa phương quản thúc, nên Sen cũng bỏ bớt tật xấu, chăm chỉ đi làm thuê kiếm tiền, chờ ngày sinh hạ đứa con thứ 3. Sau 1 tháng ở cữ, Sen đi làm và tái nghiện rượu nặng hơn. Tên tuổi của người đàn bà gắn với biệt danh Hũ Chìm như một cách nhắc nhở cho tất cả những đàn ông trong huyện miền núi Tây Trà lúc đó, chớ có dây dưa với Sen, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Duy chỉ có anh Hồ Văn Lâu, sinh năm 1982, ngụ thôn Nước Biếc, xã Thọ Trà, huyện Tây Trà, người chồng sau này của Sen, cũng là cha của đứa trẻ bị Sen giết chết là không sợ. Anh Lâu khá khỏe mạnh nhưng bị câm bẩm sinh và cũng nghiện rượu không kém. Có lẽ vì một phần khiếm khuyết, một phần đồng cảnh ngộ mà anh Lâu mới siêu lòng trước người đàn bà có tiếng hư hỏng như Sen. Cặp đôi về sống với nhau ở tổ 4 thôn Nước Biếc, Sen dẫn con riêng theo. Trong căn nhà rách nát, sơ xác, không khác gì cái chòi, anh Lâu cũng thuộc loại siêng ăn biếng làm, mỗi sáng lại xúc miệng bằng rượu. Lần lượt những vườn cây, dãy bắp, chum ché, nồi niêu cứ theo nhau gán đổi cho con buôn dưới xuôi lấy rượu uống. Tháng 4 năm 2014, Sen hạ sinh bé gái với Lâu, đặt tên Hồ Thị Ly. Thương con, anh Lâu cố gắng tu tính, uống bớt rượu hơn, đi làm thuê kiếm tiền cho gia đình. Sen thì vẫn không. Thấy chồng giao ít tiền rồi vắng nhà, từ sáng tới chiều, Sen chỉ việc điệu con theo ra quán, khi say khướt mới chịu về. Nhiều lần chứng kiến vợ lười biếng, ham nhậu, bỏ con khát sữa khóc lóc,
anh Lâu cũng sinh ra chán nản và thường xuyên vắng nhà hơn. Thậm chí tiền làm ra được bao nhiêu, anh Lâu cũng chẳng tha thiết dành dụm mà mang đi nhậu sạch, vợ chồng thường xuyên hục hặc. Như thường lệ, ngày 23 tháng 6, anh Lâu rời khỏi nhà để đi làm thuê. Theo thói quen, kết thúc một ngày lao động, anh rủ bạn bè làm vài ly, mặc kệ lời vợ dặn, theo lúc sáng phải mang tiền công về mua sữa cho con. Đám nhậu tàn khoảng 21 giờ, anh Lâu mới khật khưỡng về nhà, nhìn thấy bên trong vẫn tối om, con gái lại nằm ngay bậc thêm cửa. Người cầm ú ớ gọi tên vợ mà không thấy thương. Người đàn ông cúi xuống ẵm con vào bên trong, bật điện kiểm tra, đến người khi phát hiện đứa bé tím tái lại ngắt. Trong cơn hoảng loạn, người cha ôm con chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu, nhưng đứa bé đã không qua khỏi. Công an có mặt, khám nghiệm tử thi, thụ lý điều tra. Anh Lâu vẫn nghĩ vợ đi uống rượu trong xóm nên dân làng tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Mọi người gặp Sen tại công an xã Trà Thọ mới hay sự thật kinh hoàng, Sen chính là thủ phạm giết con gái. Sen khai nhận mình giết con vì chồng không mang tiền về mà đi nhậu riêng một mình, đồng thời muốn trả thù chuyện chồng đã hắt hủi Sen thời gian qua. Khi đó khoảng 19 giờ tối, bản thân tôi đang thèm rượu cồn cào nhưng không có tiền mua. Đã thế, cháu Ly lại liên tục khóc thét đòi bú, khiến tôi càng bực hơn. Trong lúc cho con bú, tôi nảy ra ý định giết chết đứa con chung với anh Lâu. Tôi liền đè mặt con vào ngực của mình cho đến khi nghẹt thở mới buông ra. Sau khi sát hại con, tôi mang xác đứa bé để trước cửa nhà rồi bỏ đi, Sen khai trong bản hỏi cung. Bị di lý về trại giam công an tỉnh Quảng Ngãi, nữ mà mè này khi ấy mới nghẹn ngào. Tất cả do em có tật nghiện rượu, tiền bạc trong nhà làm ra bao nhiêu, em cũng đều nướng hết vào rượu, nên chồng mới ngày càng ghét bỏ, không quan tâm. Bây giờ em còn giết chết cả con mình nữa, đúng là tội lỗi này không tha thứ được rồi. Thực tế cho thấy trong thời gian qua đã có không ít những vụ án mạng, thậm chí là thảm án chỉ vì mâu thuẫn. Để quý vị có cái nhìn rõ hơn về điều này, mời quý vị cùng theo dõi chân dung gã chồng bất lương xuống tay phóng hỏa đốt vợ và hai con chỉ vì con gái hỗn láo, để rồi phải nhận lại bản án tử hình. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2021, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng về việc hộ gia đình Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1966, trú tại thôn 3 xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, bị cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 người tử vong, gồm anh VCK, sinh năm 1990, trú tại thôn 7 xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, là con rể của Hải. Bà NTT, sinh năm 1971, là vợ ông Hải. Chị NTH, sinh năm 1990, là con gái của Hải. Và cháu VTTN, sinh năm 2017, là cháu ngoại của Hải. Bản thân Hải cũng bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa, huyện Thủy Nguyên. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Nguyễn Văn Hải đến công an huyện để đầu thú. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, tối ngày 15 tháng 8 năm 2021, trong khi cùng ăn cơm với gia đình, giữa Hải và con gái là chị NTH xảy ra mâu thuẫn về việc cho cháu N về nhà ông bà nội ăn rằm tháng 7. Do bực tức về việc con gái hỗn láo, Hải đi mua 15 lít xăng về hất vào phòng ngủ của chị H. Khi đó trong phòng ngủ có vợ chồng chị H cùng đứa con và bà T. Sau đó đối tượng châm lửa khiến ngôi nhà bốc cháy, hậu quả là làm 4 người tử vong. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm, kết luận bị cáo phạm tội sát hại người và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải. Sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hải thừa nhận hành vi mua 15 lít xăng và hất xăng vào phòng ngủ của bị hại. Tuy nhiên, bị cáo cũng liên tục khẳng định việc mình không dùng bật lửa châm lửa đốt gây ra án mạng của 4 người. Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo. Đối với việc thay đổi lời khai của bị cáo, kiểm sát viên cho rằng không có căn cứ để chứng minh việc bị cáo không châm lửa đốt, do đó không làm thay đổi bản chất của vụ án. Đối với việc bị cáo cho rằng trong quá trình điều tra các bản tự khai, biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung là do cán bộ điều tra viên ép cung, mớm cung cho bị cáo viết, kiểm sát viên cho rằng đây là nội dung thiếu căn cứ chứng minh. Việc lấy lời khai của bị cáo ngoài cán bộ điều tra còn có đại diện viện kiểm sát, do đó không có chuyện bị cáo bị ép cung, mớm cung. Trên cơ sở đó, đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Văn Hải đã phạm tội sát hại người và đề nghị giữ nguyên mức tử hình như bản án sơ thẩm. Sau phần nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên bản án phúc thẩm
trong đó cho rằng việc thay đổi lời khai của bị cáo Hải là thiếu căn cứ, không cung cấp thêm được bằng chứng thuyết phục. Lời khai nhận tội ban đầu của bị cáo phù hợp với hồ sơ chứng cứ của vụ án. Theo đó, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội đoạt mạng người. Xét kháng cáo, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Sáng ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Diệp, sinh năm 1979 tại Long An, tử hình về tội sát hại người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo cáo trạng, Diệp và chị Phan Thị Thúy Ngân kết hôn năm 2005. Khoảng tháng 4 năm 2014, hai người phát sinh mâu thuẫn nên sống ly thân. Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2015, Diệp chạy xe máy từ Long An lên Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để thăm con. Tại đây, Diệp và chị Ngân đã cãi nhau về việc ly hôn. Bực tức, chị Ngân tỏ thái độ coi thường và đòi ly hôn nên Diệp nảy sinh ý định mua dầu hỏa về đốt phòng trọ để đoạt mạng vợ và gia đình vợ. Để thực hiện kế hoạch, Diệp ra tiệm tạp hóa mua khoanh kẽm và một can dầu hỏa. Đến khoảng 1 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2015, sau khi quan sát không thấy ai, Diệp lấy khoanh kẽm ra cột vào khóa cửa ngoài phòng trọ của vợ với mục đích khi đốt nhà không cho ai chạy thoát ra ngoài. Tiếp theo, Diệp đổ dầu vào dưới chân khe cửa chính phòng trọ để dầu chảy lan vào trong phòng, rồi dùng hộp quẹt ga châm lửa đốt. Khi lửa cháy, Diệp lên xe máy tẩu thoát. Lúc này trong phòng trọ có 5 người, khi phát hiện cháy thì những người trong nhà kêu cứu và mở cửa thoát ra ngoài nhưng không được. Khi ngọn lửa cháy khoảng 10 phút thì quần chúng nhân dân phát hiện và chạy đến dập tắt đám cháy, phá cửa cho gia đình chị Ngân chạy ra ngoài. Chị Ngân do bị bỏng nặng nên được đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 6 tháng 3 năm 2015 thì tử vong. Cha mẹ và hai đứa con của chị Ngân may mắn là không bị thương tích. Anh trai chị Ngân thì bị bỏng, tỷ lệ thương tổn cơ thể là 35%. Sau khi đốt nhà, Diệp chạy xe máy lên cầu Phú Mỹ, quận 7, nhảy sông tự tử nhưng được cứu sống. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định Diệp đã phạm vào tội sát hại người, thuộc trường hợp đoạt mạng nhiều người và bằng phương pháp có khả năng làm tử vong nhiều người. Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm vợ chồng mà bị cáo có động cơ đê hèn nên cần phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt Diệp mức án cao nhất là tử hình về tội sát hại người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường 60 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và chu cấp cho mỗi đứa con 1 triệu đồng một tháng đến khi trưởng thành. Ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Hoài Thương, sinh năm 1996, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, mức án tử hình về tội sát hại người. Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 8, sau khi nhậu xong, Thương đi bộ về nhà và nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế là bà Nguyễn Thị Thanh Nờ, sinh năm 1975, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt mạng của bà Nờ. Sau đó, Thương điều khiển xe máy đi mua 3 lít xăng, chữ vào 3 chai nhựa rồi về nhà. Thương đi vòng ra cửa sau và phát hiện bà N cùng em trai cùng cha khác mẹ với Thương là cháu Trương Hoài Tê, sinh năm 2012, đang nằm ngủ trong mùng. Lúc này, Thương tạt xăng vào mùng rồi bật hộp quạt ga châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy khiến bà N và Tê bỏng toàn thân. Thương cũng bị lửa bén vào người nhưng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Biết không thể trốn thoát, đến ngày 30 tháng 8, Thương đến công an thị xã Bình Minh đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng bà N và cháu T dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cả hai lần lượt tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là do bỏng độ 2, độ 3, diện tích khoảng 90% cơ thể. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và hối hận vì hành vi gây ra. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Thương mức án cao nhất của pháp luật. Ngày 13 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trần Hiếu, sinh năm 1991, ngụ tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, tử hình về tội sát hại người và 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp Hiếu phải chịu mức án là tử hình. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, hậu quả có thể gây ra án mạng với nhiều người, có tính chất côn đồ. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo nên tuyên bị cáo mức án cao nhất.
Theo cáo trạng, do bực tức vì nghĩ chị Nguyễn Thị Bạch Liễu là vợ anh Phạm Lực, là em họ của Hiếu, nhiều lần tỏ thái độ khinh thường mình, nên Hiếu nảy sinh ý định dùng xăng đốt nơi gia đình chị Liễu đang lưu trú. Tại dãy phòng trọ số 84 Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Hiếu chuẩn bị các dụng cụ nguyên liệu để thực hiện hành vi phóng hỏa phòng trọ em họ mình. Lúc 0 giờ 27 phút ngày 1 tháng 6 năm 2021, Hiếu dựng xe quay phía trước kiosk nhà chị Liễu, lấy ổ khóa màu vàng treo sẵn trên xe và rách xô nhựa đựng xăng để ở trước nhà trọ chị Liễu. Hiếu móc ổ khóa vào phía bên ngoài cửa ra vào và lấy sợi vải đã thấm xăng trong xô nhựa ra, buộc một đầu dây vào các thanh sắt cửa sổ vòng ra cửa chính. Sau đó, Hiếu cầm xô nhựa dựng xăng, tạt xăng qua cửa sổ phía trước của nhà trọ chị Liễu, dùng hộp quẹt đốt vào đoạn giữa dây làm phòng trọ bùng cháy và phát nổ. Lúc này, vợ chồng chị Liễu đang nằm ngủ trên nệm dưới tầng trệt kêu cứu. Hàng xóm nghe tiếng động chạy đến phá cửa phòng trọ, đưa anh Lực và chị Liễu đến bệnh viện Chợ Đẫy cấp cứu. Đám cháy làm anh Lực tử vong, chị Liễu thì bị bỏng nặng và làm thiệt hại một số tài sản trị giá là 46 triệu đồng. Sau đó, Hiếu đi bộ đến hiện trường nắm tình hình thì bị cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức nghi vấn bắt giữ. Cáo trạng xác định anh Phạm Lực tử vong do suy đa tạng bỏng nhiệt, chị Nguyễn Thị Bạch Liễu bị thương tật là 49%. Được biết, Hiếu hành nghề buôn bán hoa, vợ chồng chị Liễu cũng buôn bán hoa. Tại phiên tòa, Hiếu khai nhận là mình phóng hỏa do bực tức chị Liễu nhiều lần tỏ thái độ khinh thường mình nên mới phóng hỏa hù dọa, không nghĩ là có người ở trong phòng trọ. Ở một vụ án khác, gã chồng đã ra tay đoạt mạng vợ mình rồi sau đó thản nhiên đi ăn chơi. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.